Sâm Hoàng Nhật nó để chào các bác. Bây giờ là buổi chiều tối ngày thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020. Em vừa về được 30 cái chiếc điều hòa một cục Sanyo nhá. Thì đây em chọn là một con em lên sóng với các bác. Phải nói thật với các bác là ngồi trước cái con điều hòa này thì cực kỳ dễ chịu luôn ạ. Nó ra cái hơi lạnh khoảng 27 28 độ C. Ngồi như các bác ngồi trong phòng điều hòa luôn, rất là dễ chịu. Ngồi độ mát rất là vừa phải, phù hợp cho các bác là các cái không gian mà các bác không thể lắp được cái điều hòa thì các bác dùng con này thổi trực tiếp vào người cực mát luôn. Đấy, buổi tối các bác thổi vào nó, các bác cho nó thổi vào người các bác ngủ thì cực dễ chịu. Đấy, cái hơi lạnh nó ra, nó có hơi điều hòa nó làm cho con người nó rất là mát. Đấy. Máy rất là nhỏ gọn thôi, tính chất cơ động. Đấy, 4 chức năng trong một luôn, mà làm mát vào mùa hè này. Các bác hút ẩm vào mùa nồm 20 lít một ngày các bác nhé. Mùa nào các bác dùng được. Mùa đông thì các mang sửa ấm này và chức năng quạt gió mùa thu này. Nói chung là 4 chức năng đầy đủ và có đảo hình gió tự động. Đấy, một con điều hòa mà rất là nhiều các bác mới bẩn khi mà mua nó, em về bao nhiêu thì bán hết gần đấy ngay. Giá cũng rất là vừa phải thôi. Bọn này thì nó là 3 triệu rưỡi một con ạ. Điện lưới là 220V luôn, cho nên là các bác cũng rất tiện sử dụng. Con này em để số 1 nhé. Các bác có chốt, bác là chốt con này các bác lôi luôn xem. Nhiều bác hỏi cái vòi này là cái vòi gì. Thì nói luôn với các bác là nhé, cái vòi này nó dẫn cái nước vào trong này này. Đấy, nó dẫn để vào cái bình chứa. Đấy, khi các bác không muốn cho nó đầy bình chứa, vì khi đầy bình chứa thì nó sẽ tự động ngắt lốc. Thì các bác không muốn đầy bình thì các bác có thể cắm ống vào đây, các bác dẫn nước ra thì nó sẽ không bao giờ ngắt lốc. Hoặc là các bác hứng cái xô chậu thế này thì nó sẽ lâu bị ngắt lốc. Cái đường nước đây này nó chảy sang đây các bác. Nó chảy sang cái bình chứa này nhé. Thì cái bình chứa này khi mà nó đầy thì tự động nó sẽ ngắt lốc. Đấy. Con điều hòa Sanyo của bánh xe đẩy khắp nơi rất tiện. Công suất là lạnh là 330W, con này rất tiết kiệm điện thôi. Nóng thì 1250W. Đấy. Hút ẩm 20 lít một ngày này. Chưa? Made in Japan, một con máy Sanyo Nhật Bản xịn. Ngồi nó thì chấp tất cả các loại quạt điều hòa luôn ạ. Cực mát luôn. Đấy. Giá 3 triệu rưỡi các bác nhé. Em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ship hàng toàn quốc, giá không bao ship ạ. Rất phù hợp cho các bác nào mà có nhu cầu về làm quạt mát hoặc là làm mát cho các cái phòng nhỏ. Đấy. Các bác nào lấy các bác liên hệ em nha. Hiện tại em có 30 con, tha hồ chọn. Chào các bác.